Trước hết thì tôi có một số người bạn ở đây, những người bạn đến từ New Jersey. Và tôi muốn giới thiệu Sandy, Maria. Các bạn đứng lên đi ạ. Raka, Steven. And Zonda, who's invisible. Okay. Và Zonda, người không nhìn thấy. Tôi muốn kể các bạn nghe câu chuyện về họ. Bức hình đầu tiên các bạn. So the day I graduated from Princeton, I went ngày mà tôi tốt nghiệp từ Princeton thì tôi đã đến nơi này. Tôi đã lúc đó tôi ở đâu đó tầm 22 tuổi và đây được gọi là Rasa Gambling. Đây là một cái đền Mông Cổ ở New Jersey, gần New York, khoảng một giờ đồng hồ cách New York. Và cái và đây là một cái câu chuyện dài. Và ở đây thì cách đây 700 năm thì họ đã đến châu Âu. Và trong thế chiến thứ hai thì họ đã thoát khỏi đó. Đó là một cái phần lớn, cả hàng ngàn người thoát khỏi đó. Và họ đã xây dựng đền ở New Jersey. Và thầy của tôi đã được bổ nhiệm là tu viện trưởng ở cái đền này. Và thầy của tôi đã có một cái buổi nói chuyện ở trường Princeton và tôi đã nghe cái bài nói chuyện của thầy. Và sau đó thì tôi đã hỏi là liệu tôi có thể ở trong cái đền này hay không. Thầy nói là không có ai trong cộng đồng đó ở thời điểm đó mà nói tiếng Mỹ. Họ có đến hàng ngàn người Mông Cổ và chỉ có một cái anh chàng người Mỹ thôi, duy nhất. Và rất may mắn là tôi có thể nói được tiếng Nga và một số người trong chúng họ nói tiếng Nga và thực sự nó rất là khó. Và tôi đã ở gọi là sai chỗ. Có một người đàn ông duy nhất, có một người đàn ông. Đó là một cái kho báu của cái ngôi đền. Và cái người đó, giống như ngày đầu tiên, người đó hỏi tôi là anh muốn làm gì ở thị trấn này? Và tôi nói là tôi chỉ muốn học với vị lạc ma của tôi. Ông ấy nói là được. Người thầy của tôi nói là được, con ở đây, nhưng mà con phải ở gara. Có một cái gara cũ với lại một người ông già. Và thầy ta không có cái chỗ ở cho con có thể ở gara. Và đó là thực sự là có nơi rất là khó khăn. Và tôi đã chuyển đến gara và nằm trên cái sàn xi măng và ngủ ở đó. Và một cái người Mông Cổ đã đến gặp tôi. Đây là một người rất là tuyệt vời. Đây là bức hình của ngài. Tên của ông là Honko và vợ của ông ấy là Sandy. Và ông ấy nói là đừng có lo, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, đừng có lo. Ông ấy đã bảo vệ cho tôi trong 25 năm. Ông ấy đã để cho tôi ở đó và cho tôi một nơi để ngủ và chăm sóc tôi. Và ông ấy cực kỳ là một cái người cực kỳ vui vẻ. Bên kia là con trai của ông ấy. Và Hunger, ông ấy đã mất cách đây 3 tuần. Vào ngày 20 tháng 8, và hôm nay thì chúng ta hồi hướng và có cúng dường lửa cho ông ấy. Mọi thứ tôi đã học được trong 25 năm là nhờ vào ông ấy. Vì vậy, chúng ta phải gửi, các bạn hãy gửi lời cảm ơn cho ông ấy. Uh,
Here's an early picture of Hong Kong and his wife. Và đây là bức hình trước đây của ông ấy và vợ. And that's when I met them, it was 50 years ago. Khi tôi gặp họ là đó là cách đây 50 năm. That's at your house, I think, right? Yeah. Okay. Next picture. Và bức hình tiếp theo. These are some of their children and đây là một số những cái đứa con và đứa cháu. Và Maria. Maria's child is there. And con của Maria ở đó. 1977? Nó là vào năm 1977 hoặc 79 gì đó, tôi không nhớ. Chúng tôi đã có được được phép để mời một cái vị Đại Đạt Ma đến đời của chúng tôi và sau nhiều nhiều năm chờ đợi. Và các bạn có thể thấy là ở ngoài cái background á. Những đứa trẻ ở đây. Và những đứa trẻ này thì nó bây giờ đã là 50 tuổi rồi ở đâu đó. I had a children's class and tôi có lớp học cho trẻ con. Những đứa trẻ mười this is my teacher when he first got there. Và đây là thầy của tôi. Lúc mà tôi gặp thầy, lúc đó thầy rất là trẻ ở tuổi 55. He started next picture. Tiếp theo. He started to have classes. Thầy bắt đầu có lớp, những cái lớp học. Đây là cái đền Mông Cổ. Và ông ấy đã xây cái nơi đó. Ông ấy đã họ đã để cho chúng tôi ở đó miễn phí và chúng tôi không phải trả tiền. Họ cho phép chúng tôi sử dụng cái đền đó. Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ ở đó trong vài tuần, nhưng mà đã ở đó trong 25 năm. Chúng tôi đã có những cái lớp học mỗi ngày 4-5 giờ trong 25 năm. Và một nhóm người như vậy càng lúc càng đông hơn, có nên tính cả hàng ngàn người. Và họ vẫn rất là tử tế. họ nói là cứ làm rối lên, làm loạn lên cái đền đó. Và họ cho phép chúng tôi có những cái lớp học như vậy trong 25 năm. Và nhờ có điều này mà tôi có thể dạy cho các bạn. Next picture. This is me learning to debate. Tôi học tranh luận. 1979, the newspaper came. Vào năm 1979 và một cái tờ báo đã đưa hình ảnh. Chúng tôi đã được phép từ một cái viện về nhân quyền quốc gia và được cấp phép để mà chúng tôi có thể dạy về tranh luận cho trẻ con. Ở Mông Cổ, theo cái truyền thống Mông Cổ, và đây là cái dự án đã được chọn của năm. Zonda was in charge of it. She was how old? She was 12 years old or so. Và lúc đó, cô bé là 12 tuổi, và chúng tôi đã có làm cuốn sách, một cái cuốn sách về tranh luận. Và đó là cuốn sách về bánh xe luân hồi. Và nó đã được chọn là cái dự án của năm cho quốc gia, cho toàn quốc gia. Và chính phủ đã gọi tôi và nói là đến Washington DC và cho một cái huy chương. And they said, why? And I said, she's 12 years old. And they're like, no, no, she can't come. Và có người nói là cái người thầy đang nói đến là 12 tuổi và cái cô bé đó là không được đi cùng. Và chúng tôi đã được cấp phép cho cái điều đó. Dạy cho một nhóm các trẻ em về tranh luận. This is Hunger fixing his son's. Và đây là Hunger đang thắt cái cà vạt cho con của mình.
Butchie is an artist, and when we had a bad block print of the Wheel of Life painting. Chúng tôi có một cái block, cái bản in của bánh xe luân hồi, những cái bản vẽ. Và chúng tôi đã đưa đến nhà của ông ấy và nhà của mẹ ông ấy. Và đây là chính vẽ. I think you were 12 or something like that. He was 12. Thầy đã nói một cái người ngồi dưới đó là lúc đó 12 tuổi. Ông ấy là 12 tuổi. Và gọi là một cái nhóm, gọi là những cái trẻ em thiên thần á, rất là đặc biệt. Ông ấy đã sửa lại cái bức vẽ và tôi đã nghiên cứu. And I've been studying the Wheel of Life still. Và tôi đã học về bánh xe luân hồi từ thời điểm đó, cách đây 45 năm. Và chúng tôi đã hoàn thành, vừa khi hoàn thành cuốn sách này. Đây là cuốn sách của thầy Tiên Chi Dịch. Và thầy Su Gang đã vừa hoàn thành cuốn sách này. Nó đã mất 7 năm, làm việc rất là chăm chỉ. Và tôi đã dạy các bạn hai cái liên kết, hai cái link đầu tiên ngày hôm nay. Và họ đã để cho tôi được ở trong thị trấn và dạy về cho họ về cái điều này. Và lúc đó thì, thời đó thì có rất là nhiều những cái lời chỉ trích, có rất là nhiều người nói về điều này. Và họ đã bảo vệ. Ok. We have a very cool guy called John Dutchman here. He's been volunteering here for. Có một người, anh ấy đã và đang là tình nguyện viên, hầu như là gần được 10 năm, làm việc rất là chăm chỉ, làm việc trong sự tĩnh lặng, và anh ấy đã là người làm việc ở đây trong nhiều năm. Và một trong những cái công việc của anh ấy đó là anh lấy tất cả những cái rác để quăng xuống hố. Và anh ấy đã đi ở khắp nơi và anh ấy mang theo cái tức là tìm gỗ và sau đó là anh ấy đã làm thành những cái ghế. Và khi các bạn đi xung quanh đây, các bạn thấy cái những cái ghế thì đó là cái những cái ghế mà John Dutchman đã làm. Và tôi đã có một cái ý tưởng, đó là xây dựng cái ghế ở trước Bungo. Nó có một cái mái che rất là đẹp. Và cái ghế đó, cái ghế dài đó có thể nhìn qua một cái phần đất rất là đẹp. Và để mà chúng tôi có thể hướng đến cho Hunter. Bởi vì anh ấy là một cái người biết cái khu đất này, không ai biết gì như anh ấy. This is where I saw this lady running there. We went up on a mountain. Chúng tôi đã đến lên ngọn núi. Nếu mà các bạn đến đó. I was puffing and huffing. But we'd like to put a special bench. Chúng tôi muốn đặt một cái ghế đặc biệt. Nó giống như là một cái ghế đá. Là một cái mái và một cái mái che ở trên đó. Và tôi sẽ lựa chọn nơi mà có một cái cây lớn mà là một cái nơi rất là đẹp mà giống như các bạn sẽ đến đó gọi là rình á, thám tử á, sau thì chết tới đó để rình.
It's coming. If you guys want to go to the last slide and then work on the video, you want to do that? Oh, okay, then come back to the video, okay? All right. This is a book đây là cuốn sách that we did, mà chúng tôi đã the Mongolian Temple in New Jersey, chúng tôi đã làm ở đền Mông Cổ ở New Jersey. Đây là có những cái bức vẽ rất là hiếm và chỉ có một cái bản copy được hoàn thành ở Mỹ. There's a story, Shademchi. Có một cái câu chuyện Shademchi, người là một cái vị bác sĩ, một cái nhà sư bác sĩ. Khi mà rời cái quê hương của mình ở châu Âu, họ đã ở Nga Mông Cổ, và trong suốt thời chiến tranh thì mọi người đã bắt đầu họ đeo cái họ đã đưa những cái đồ nội thất của họ trên cái cổ xe ngựa. Họ đưa tất cả những cái bức vẽ, những cái bức tượng về tôn giáo, và họ đưa lên những cái cổ xe, xe ke ngựa, và họ đưa chúng ta ra ngoài, và họ đã đem đến New Jersey. Và chúng tôi đã có được cuốn sách với những cái bức vẽ này. Và ở đây thì có 15 cái bức vẽ rất là hiếm. Có khoảng 200 cái phần mô tả. Nó mất 15 năm để có thể chụp lại tất cả những bản vẽ. Các bạn chưa biết cái câu chuyện mà tôi có thể kể cho này. Tôi có hỏi thầy của tôi là liệu tôi có thể lấy những cái bức vẽ ra và tôi có thể chụp lại hay không, và thầy nói là không. Và một ngày khi mà đến cái cửa hàng ở tôi đã lấy xuống và tôi chụp hết tất cả. Và sau đó thì tôi đã đặt lại như cũ, giống như lần cuối mà thầy đã đặt lên đó. Và rồi khi mà chúng tôi kiểm tra cái phim á thì nó không tốt, không thể nhìn thấy gì cả, nó giống như nó có cái sự phản chiếu. Cho nên là thì lần tới thì thầy có một cái chuyến đi khác. Tôi có được 5 giờ đồng hồ và tôi lại lấy nó xuống, và tôi lấy nó xuống và tôi chụp lại từng tấm một. Sau đó thì thầy quay trở về nhà. Và đây là tất cả những cái bức vẽ. Tôi đã nói những cái anh chàng ở cái đền đó, đây là lịch sử của cái đền ở New Jersey. I told them, I'll make a book. Tôi đã nói với họ là tôi sẽ làm cuốn sách. Và các bạn hãy cho phép, các ông hãy cho phép tôi sử dụng những cái bản vẽ của cái đền. Và chúng tôi sẽ làm 1.000 bản. Và tôi sẽ bán nó cho $100 một cái cuốn. Và chúng tôi sẽ donate 100% số tiền đó cho đền. Và họ đồng ý. Và nó mất tôi một thời gian khá dài để bán những cuốn sách. Và Jenny Wong đã giúp tôi đã bán cuốn sách đó ở Singapore. Và chúng tôi vừa mới bán ra, hoàn thành cái việc bán và lấy được tiền. Và họ đã sửa chữa cái ngôi đền. Và cảm ơn cô rất là nhiều đã hỗ trợ. Có người hỏi tôi là liệu tôi có thể mua sách đây không? Thầy nói là không, bởi vì chúng tôi đã hoàn thành rồi. Chúng tôi đã làm gọi là cái bản cứng
có là một cái gọi là một cái bản giấy thì nó rẻ hơn. Và ở đây là cái mã QR mà nếu mà các bạn muốn mua, chỉ có cái bản, đang có cái bản ebook. Và chúng tôi có bản, những cái bản vẽ, một số những cái bản vẽ hiện đại thì cũng đã hoàn thành bởi Nancy. New York Nancy. Nancy Karen's son, Ori Karen. He painted these paintings. The painting on the left. Cái bức vẽ bên trái. Đây là cái ước mơ. Ước mơ bởi ngài Tsongkhapa, mẹ của ngài Tsongkhapa. Bà không biết là bà mang thai ngài Tsongkhapa và bà đã có một cái ước mơ là bà đã ở trong một cái cánh đồng với 500 người phụ nữ khác. Và ngài Manjushi đã đi từ người phụ nữ đến người phụ nữ. Và đây nói là hỏi cái gì đó. Và sau đó thì ngài chỉ đến mẹ của ngài Asanga và hỏi là đó có phải là những người đó hay không? Đây đúng đó. Và sau đó là bà mang thai và mang thai ngài Tsongkhapa. Nếu các bạn muốn có cuốn sách này thì chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ cho đền. Và với tôi thì chúng ta có thể hỗ trợ cho các ngôi đền này cho phần đời còn lại của chúng ta. Đó là một cái ngôi đền nhỏ, nhưng mà 25 năm của những lớp học và không có đóng tiền gì cả. Thầy của tôi đã không có tiền và họ đã không lấy tiền chúng tôi trong suốt 25 năm. Và chúng tôi có những cái lớp học ở đó. Và chúng tôi đã ngồi trên sàn và làm rối loạn ở đó. Và mọi thứ tôi đã học được là từ đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái lễ cúng dường lửa cho Hunger, cái vị thầy nói ban đầu. Mercer là một cái gọi là ngôi sao nhạc rock. Tôi không biết tại sao thầy học trò của tôi lại lớn lên như là như vậy. Nhưng mà anh ấy sẽ chơi nhạc cho chúng ta trước khi cái buổi lễ cúng dường lửa. Và chúng ta cũng sẽ có một cái đám cưới. So that starts at what time, you guys? 6. 5:30. Mấy giờ bắt đầu ạ? 5:30 wedding. 5 giờ. 5:30 tức là 7:30 Việt Nam bắt đầu đám cưới. And then 6:30. Sau đó là hát. Rồi 8:30 sáng là cũng dừng lửa. So dress warm. The fire off will be right. Hãy nhớ mặc đồ ấm. Rồi ấm. Và ban nhạc rock and roll sẽ ở đây. But we'll negotiate that. Mà có nói tôi giúp một tay. Tôi không biết, có thể là chúng ta sẽ thương lượng điều này. Anyway, we'll celebrate Hungor's life. Có thể là có hai người chơi bass. If Hungor wasn't there, I wouldn't be here. Chúng ta sẽ gọi là kỷ niệm cái ngày cuộc đời của ngài Hunger. Và nếu mà không có ngày ấy thì tôi sẽ không có ở đây. Và ông ấy đã giúp cho tôi sống sót trong 25 năm. Và đó là lý do mà tôi có được ở đây. Maria cũng là một cái sinh viên giỏi nhất trong cái giáo viên của tôi. Và cô ấy là một cái người học trò Mông Cổ rất là giỏi. Cô ấy có được những đứa trẻ rất là dễ thương. Đừng có lạnh. Đừng có lạnh. Yeah, they're from Lhasa. They're from Lhasa, and His Holiness' his family owned them at one point. Mm-hmm. They were brought out on horseback. Nói có người từ Lhasa. Okay, I'll show you the video. Cái gì đó được. Where we're gonna put the Hungor's memorial? Tôi sẽ cho các bạn cái hình ảnh là nơi mà chúng tôi sẽ để gọi là cái ghế dài kỷ niệm của ngài Hungor, và sẽ có cái mái che ở đó. Ở cái khu vực mà thầy dự định là sẽ đặt cái ghế có mái che để kỷ niệm cho
cái vị thân vừa đã giúp thầy ở trong tu viện 25 năm ạ. You know, if we have these 3-month retreaters. Là biết là nếu chúng tôi có được. So that's where we'll build the platform. Những người mình miễn phí trong 3 tháng. Chúng tôi sẽ xây dựng cái ghế ở đây. Và chúng tôi cũng đã có người nhà tài trợ rồi, đó là Gesila với lại vợ của thầy. Tôi sẽ xây cái nơi mà mọi người có thể thư giãn và ngắm cái khung cảnh ở đó. Và tôi có thể làm khám thử để mà tôi coi thử mọi người sao. Kiểu như giống như là coi chừng mọi người tu tập á. Để coi các bạn tu tập sao. Và nếu mà các bạn có thời gian thì chúng ta có thể lên đó. Ở đó nó khá là cao và một cái nơi rất là đẹp. Đó là một cái gọi là một cái nơi mà kỷ niệm ngày Hunger. Please make sure they overeat and take good care of them, okay? They took care of me for 25 years. Các bạn hãy chăm sóc họ, tức là những người gia đình của Hunger, như là họ đã chăm sóc tôi. All right, we'll go back to class. Rồi chúng ta quay lại lớp học. I was thinking to start at 5.41, which is a 6. Tôi đã nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu ở điểm 5.41. Sorry. That's Gesla ADD. Tim, we go till 9, right? Okay. Okay. There's 8 medicine Buddhas. 8 vị Phật Diệt Sư. 7 medicine Buddha gang plus. Đó là một hội 7 vị Phật Diệt Sư và một cái gọi là một cái vị lãnh đạo, đó là Đức Phật, đó là Thích Ca. Vì Phật đầu tiên là Đức Thiện Danh Sưng, vì Thiện Danh Sưng là một cái vị Phật rất là nổi tiếng, đóng vai trò rất là quan trọng. Và cái lời nguyện đầu tiên của Ngài đó là dành cho những người bị đau bệnh. Đây là cái lời nguyện. Whenever those of us here or those like us, any living being at all, bất kỳ những ai mà những cái chúng sinh mà bị mù, bị điếc, bị điên rồ, bị bệnh da, hoặc là những cái căn bệnh, thì nguyện cho tất cả những bệnh này sẽ được điều trị, tất cả những nỗi đau và những cái bệnh sẽ chấm dứt cho đến ngày họ đến giác ngộ cuối cùng. Và đây là lời nguyện đầu tiên của Đức Phật Thiện Danh Sư. Các bạn hãy dành thời gian, và chúng tôi đã dịch ra 2 cuốn kinh Dược Sư, và nó đòi hỏi rất là nhiều công việc, và nó mất khoảng 5 năm. Và chúng tôi đã xuất bản, và các bạn có thể đọc, và các bạn có thể thực hành việc trích cho những cái bản kinh này. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái Dharani của Đức Đại Ngũ. Và có một cái điều nhấn mạnh rất là quan trọng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Cái điều khác nhau trong kinh đó là nguyện cho người những người bệnh, nguyện cho những người bệnh được chữa lành. Đó là cái lời nguyện đầu tiên trong kinh, và đây là cái lời nguyện đầu tiên trong cái của cái Đà Đa Ni của Đức Lạt Ma thứ 5, đó là nguyện cho. Như vậy thì có một cái sự nhấn mạnh mới trong cái thành tựu pháp này, đó là tôi cũng sẽ bệnh và tôi sẽ chết, và nguyện cho hãy giúp cho chúng con. Như vậy thì cái lời nguyện trong kinh thì phần lớn là cho những người khác, và trong thành tựu pháp là bao gồm cả chính bạn. Như vậy thì đó là một cái sự khác biệt. Khi bạn thực hiện như thế, bạn không chỉ nguyện cho 8 vị Phật Diệu Sư là hãy chăm sóc cho những người khác, mà bạn hãy nói là hãy chăm sóc cho tất cả mọi người bao gồm cả con. Như vậy thì thỉnh thoảng mọi người lại tập trung để chăm sóc tất cả chúng sinh.
Và thầy của tôi, những người thầy của tôi ấy, nói là đừng có quên, các bạn là một trong những chúng sinh đó. Bạn, con là một trong những chúng sinh đó. Như vậy thì khi mà các bạn nguyện cho tất cả chúng sinh thì nó tốt để mà chúng ta có thể đưa mình vào trong đó. Bạn không nên đưa mình ra khi mà bạn chăm sóc cho những người khác. Và đó, điều này áp dụng cho cái câu hỏi của Casey. Và đó là một cái cách thực hành của Đạo Phật. Đó là hãy chăm sóc cho chính mình nữa. Bạn có thể chăm sóc cho những người khác, nhưng mà đừng có lờ qua mình. Bạn phải chăm sóc cho chính bạn. Bạn hãy ngủ đủ. Nếu mà bạn làm tổn thương chính mình và bạn đang giúp đỡ cho người khác, thì bạn làm cho cái việc học dược sư không vui. Như vậy thì bạn là một trong những người mà bạn cần phải chăm sóc. Và đừng quên điều này. Và thầy tôi thường hay nói là tất cả những chúng sinh, bao gồm cả con, tất cả chúng sinh. Và đó là một cái sự khác biệt lớn trong cái thành tựu pháp của Đức Lạt Ma, Đạt La Lạt Ma thứ năm. Đó là các bạn hãy nhận ra rằng các bạn có một cam kết để chăm sóc bản thân mình nữa. Còn nếu không thì bạn không thể nào chăm sóc những người khác. Đúng không ạ? Tiếp theo. Then the medicine Buddha says, ngay đây thì bạn nên nguyện rằng mỗi một chúng sinh được chữa trị. Nhưng mà nhân đây thì nó không có điều trị. Và đây là một cái thông báo rất là lạ của Đức Phật Di Sư. Bạn phải chắc chắn rằng được điều trị, được điều trị nhưng mà lại là không điều trị. Chúng ta hãy nói về điều này. Chúng ta sẽ quay trở lại với Ngài Nagarjuna. Đây là một trong những cái trích dẫn ở trí tuệ là tất của những cái bài thơ. Nếu mà tôi dạy các bạn cẩn thận thì nó sẽ mất 10 năm và chúng ta không thể làm gì khác nữa. Vì vậy thì tôi đã lấy những cái khổ quan trọng nhất và tôi ghi chú cho các bạn và lại những cái điểm nhấn cho các bạn về cái cuốn trí tuệ này. Và đây phải là một trong những cái khổ đứng hàng quan trọng thứ năm. Và trong tất cả những cuốn sách được viết cách đây 2.000 năm, đây là một trong những cái khổ quan trọng nhất, nổi tiếng nhất. Và nếu các bạn muốn ghi nhớ thì các bạn hãy ghi nhớ những cái khổ này. Đây là những cái khổ rất là quan trọng. Cuốn sách trí tuệ bằng những khổ thơ thì đây là các bạn sẽ học trong cái khóa làm ba mẹ. Trong cái khóa học làm ba mẹ. Tôi là chuyên gia. Tôi chưa bao giờ làm cha mẹ hết, nhưng mà điều là tôi là chuyên gia. Trong cái khóa đó thì sẽ dựa trên những cái khổ thơ này. Và cái bài thơ gốc thì cũng là một cái bài tranh luận. Đó là một cái tranh luận giữa Ngài Nagarjuna và những người khác. Và những người khác họ đã tấn công Ngài Nagarjuna. Họ nói là nếu mọi thứ là trống rỗng thì tôi không thấy nó có hiệu quả. Tôi không thấy nó có hiệu quả. Và cái khổ này tôi nói với các bạn, nhớ thì nó không phải là của Ngài Nagarjuna, nó là của đối thủ của Ngài. Nó rất là nổi tiếng, nó là một cái những cái lời chỉ trích rất là nổi tiếng về Ngài Nagarjuna. Cái người phản đối nói rằng nếu mọi thứ là trống rỗng, theo Ngài đúng không Ngài Nagarjuna? Ngài Nagarjuna nói là đúng rồi, tôi đã nói các bạn là lặp đi lặp lại rồi, mọi thứ là trống rỗng. Ok, trống rỗng, không có gì bắt đầu và không có gì dừng lại. Ung thư không thể nào bắt đầu và bạn cũng không thể nào
ung thư cả. Nếu mọi thứ, nếu không có gì là tồn tại, nếu không có gì là bắt đầu và không có gì dừng lại, à, ai nói là vậy? Cái người mà đang phản đối ngày nay của chúng ta, nếu mọi thứ là trống rỗng, à, làm sao bạn có thể nói, ngài có thể nói là trống rỗng là sự vắng mặt cái gì đó? Và rồi tiếng Tây Tạng là một cái từ thì phải nói, và sau đó là tiên trong tiếng Sanskrit là có một cái từ khác. In Russian, và tiếng Trung Quốc gọi là con chim. In Spanish, con chim. Và okay. Tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha thì đang nói về cái nghĩa của từ tiếng thông ở các ngôn ngữ khác. Okay. Và tiếng Đức. I teach all over the world, I have to know. Okay, that's the only word I know. Okay. Tôi dạy khắp nơi, tôi dạy khắp nơi trên thế giới và tôi biết cái từ này. Nếu mọi thứ là trống rỗng thì không có gì bắt đầu và không có gì kết thúc. Đúng không? Và theo như ngài á, cái giáo lý đầu tiên của Đức Phật thì hủy bỏ. Ai đang nói? Đây là cái đối thủ của ngài Nagarjuna. Mọi thứ là trống rỗng à? Nếu như vậy thì không có gì bắt đầu à? Đúng rồi. Nếu mà như vậy thì hãy hủy bỏ bốn sự thật, hủy bỏ cái giáo lý, cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì hãy hủy bỏ cái điều đầu tiên mà Đức Phật đã dạy về bốn cái sự thật cao hơn. Và điều này có nghĩa là thầy Sugeng sẽ làm nó. So the first one is it's a Singapore accent. Singapore accent. The first one is life is suffering. Thầy nói là nói giọng Singapore. Cuộc đời là khổ đau. À, là cuộc đời nó những khổ đau đó có nguyên nhân và có một con đường để dừng lại nó. À, không có nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta sống trong khổ đau. Tôi nói là bốn sự thật. Và nó có nguyên nhân và bạn có thể dừng lại nó và có con đường để dừng lại nó. Bởi vì theo ngài Nagarjuna mọi thứ trống rỗng thì không có gì bắt đầu. Thì cái gì đầu tiên không có gì trong cái thứ hai. Như vậy thì ý tôi là có thể là phải bỏ đi về cái giáo lý Đức Phật này. Và đây là cái điều rất là nổi tiếng mà tôi sẽ trao $1,000. And I hate it when people answer before. Mà tôi ghét khi mà mọi người trả lời trước khi tôi đặt câu hỏi. Rob's getting nervous. We got 1,000. It's gonna clean me up. Okay. Now I don't offer 1,000 unless it's really important. Tôi không có trao $1,000 trừ khi nó thực sự rất là quan trọng. Các bạn hãy nghe cẩn thận. Và nó thực sự, tôi sẽ trao cho bạn $1,000 nếu mà bạn có thể trả lời câu hỏi. Câu trả lời. Cái người mà đã gọi là lấy cho tôi $3,000 trong một ngày. Có người đã tấn công mình ngay lúc này. Nếu mọi thứ là trống rỗng như ngài nói, thì không có gì bắt đầu, thì không có gì dừng lại. À, ví dụ như là trong văn bản của Phật Dược Sư, ung thư, bị huyết áp và mọi thứ, thì nếu như theo ngài thì không thể bắt đầu, và bởi vì nó trống không và chúng ta có thể không dừng lại nó được luôn. Và vì chúng ta sẽ làm gì? Theo ngài là ngài Rajuna, thì bốn sự thật nó không tồn tại. Và bây giờ hãy nhìn vào cái khổ thơ. Và tôi sẽ nói bạn cái điều này và đó là cái câu hỏi $1,000. Có một cái khổ khác ở trong cái chương. Đó là cái câu trả lời cho cái khổ này. Và để trả lời cho cái khổ này, nếu các bạn có thể nói cho tôi biết rằng cái khổ phía sau thì tôi sẽ cho các bạn $1,000. Nhân đây thì các bạn có cái gợi ý không? Tôi không biết là tôi nên nói bạn không. Bạn không cần để xem cái khổ tiếp
theo để nói cho tôi nó là gì. Tức là ai có thể đoán được cái sâu, cái khổ mà có thể đáp lại cái phần phản biện của đối thủ. Giờ lại giơ tay lên. Bởi vì ở đây là cái gì mà cái khổ sơ phía sau đó, và để tấn công cái khổ đầu tiên mà không nhìn thấy cái khổ đó, bạn có thể nói cho tôi là gì và bạn sẽ thắng được một ngàn đô. Đó hả? Bởi vì trống rỗng tính không thì tồn tại. Cho tôi hỏi. Còn cho tôi nguyên một cái khổ đó. Change one word. Thay đổi một từ. Calm down, she's gonna do it and she's taking me to dinner. Cô ấy có thể làm được. Now listen. Nghe này. The verse that comes later. Cái khổ về sau là cái câu trả lời của Ngài Nagarjuna. Và Ngài chỉ thay đổi một từ và đó là cái câu trả lời của Ngài. Ngài thay đổi một từ thôi. Vì sẽ sẻ tiền của cô ấy. Nó là cùng một từ mà bởi vì theo bốn cái sự thật cao hơn có thể tồn tại. Sai khác không? You guys look like the kids in my elementary school when the teacher said you have to go to the bathroom and everything. Các bạn giống như mấy đứa nhỏ mà ở tiểu học á. Khi mà thầy nói thì các bạn the nothing starts from their own side. No. I just changed one word. Come on. Thay một từ thôi. Because they are empty, the fire doesn't exist. Chúng là trống rỗng thì bốn cái sự thật đó có thể tồn tại. Lô có muốn thử không? Okay, I'll make it more and more easy. Tôi sẽ làm cho bạn dễ hơn nè. Thêm một cái từ nữa và nó là câu trả lời. Thêm một từ nữa và nó là câu trả lời. Các bạn giữ nguyên cái khổ đó và thêm một từ nữa. It's so easy. Rất dễ. Never mind. I'm not answering. Tim, you choose, okay? You're the boss. Yulia in the front. Yulia in the front, in the yellow. Helsinki. If all of these are empty, then nothing starts. Nếu tất cả mọi thứ là trống rỗng thì không có gì bắt đầu, không có gì kết thúc. Do đó, theo ngài, bốn cái sự thật cao hơn. Making it too hard. Jose from bạn làm nó khó quá. Một bạn từ Peru. De la Borda. Mà if all these are empty, tất cả người này là trống rỗng thì mọi thứ bắt đầu và mọi thứ dừng lại, do đó. This money is so hard to give away. Tiền này khó lấy quá. Listen, I'm going to repeat. Các bạn nghe này. I'm going to repeat. Tôi sẽ lặp lại. Chỉ thêm một từ thôi là các bạn có được 1.000 đô. Nhưng mà các bạn phải đọc cả khổ. Win? You're gonna try? Win? Win? Cái thử rồi. Koi, you have to translate. You have to. Nếu tất cả thì trống rỗng thì không có bắt đầu. You win. Ina, say that again. Who's gonna translate for you? 不来自于我种子的任何的人事物是不存在的。 他们从来没有从他们那边开始，也没有从他们那边结束，所以他们是100%的空性。 No. Can't hear it. Somebody else. I'll say. Let me see. How do you say if, Stanley? If. Could. 如果空性没有。如果空性没有。Then
I got it, but it's kind of late. It's kind of too late. Tim, up to you. Give it back to Ina. Quay trở lại với Ina. This is the hardest money I ever gave away. Đây là đồng tiền khó nhất. Yay! By the way, if you share the money with Tim, như này là nếu mà bạn chi tiền với lại thầy Tim thì nó gọi là có tham nhũng á. That would be corruption. Okay, good. Right. Then, so the guy complained to Nagarjuna. Hey, người mà đang phản đối ngài Nagarjuna. Nếu mà tất cả mọi thứ là trống rỗng thì không có gì dừng lại và không có gì bắt đầu. Vậy thì tại sao Đức Phật lại dạy về bốn sự thật? Như vậy thì làm sao cái vấn đề nó bắt đầu? Và cái thứ hai là làm sao nó dừng lại được? Như vậy thì theo ngài thì không có đạo Phật nữa. Và ngài Nagarjuna nói là nếu mà nó không trống rỗng thì bạn đúng. Nếu có nghĩa rằng nếu mà chúng không đang đến từ bạn thì không có, thì nếu mọi thứ thì không đang đến từ bạn thì nếu mọi thứ đang đến từ bạn thì không có đạo Phật. Và ngài Nagarjuna nói rằng mọi thứ không đang đến từ bạn thì sẽ không có Đức Phật. Bạn không thể nào chữa được ung thư trừ khi nó đến từ bạn. Bạn không thể nào chữa được ung thư trừ khi nó đến từ bạn. Bởi vì nó đến từ bạn thì bạn có thể thay đổi, bạn có cơ hội. Ngay đây thì tôi lớn lên từ Kitô tô giáo và vợ của tôi cũng vậy. Chúng tôi rất là thích nhà thờ. Và thế giới không đến từ bạn á, nếu thế giới thì không đến từ bạn á, thì bạn sẽ khổ đau. Rất là khó để cho tiền các bạn. You can give me money much easier. Okay, let's go to the then I don't want to go through good names prayers one by one. Tôi sẽ đi qua cái lời nguyện của ngài thiện danh xưng từng cái một, và tôi muốn các bạn hãy chú ý những cái điểm chính và những tiếp theo. This is the Gaza Strip. The morning I wrote the class. Okay. This is. Buổi sáng tôi. This is. I don't know how many people died that morning. 500 people died. Tôi không biết là bao nhiêu người chết. Khoảng 500 người đã chết ở bệnh viện trong cái vụ nổ này ở Israel, ở Palestine. Và đây là cái vụ nổ mà 500 người đã chết, đã bị thương. Và chúng ta đến cái lời nguyện đầu tiếp theo. There are those of us. What's significant here? Cái gì đáng kể đây? Để nói là chúng ta. Chúng ta và những người khác mà đang khổ đau từ nghèo khổ. Chúng ta không có thức ăn, chúng ta không có nước sạch, chúng ta không có quần áo, có tiền, mùa vụ và nơi để ở. Và thậm chí là không có gì để cúng dường, một ngán nhang hoa, cho vòng hoa hoặc bất kỳ một cái sở hữu nào. Và đó là cái tình huống của nhiều người. Họ không có nước, họ không có thức ăn lúc này. Và khi mà bạn thấy nó, có nghĩa là khi bạn thấy trên tin tức, khi mà bạn thấy điều này thì bạn có làm việc tốt hơn hay không? Bạn thấy nó có ý nghĩa là gì? Tôi không thể chăm sóc họ, nhưng mà các bạn có thể thực hành cái sự thực hành của các bạn. Trong lịch sử thì
Nó không có quan trọng đó là có là người Đức, người Mông Cổ, người Mỹ, người Anh hay người Nga, người Ukraine. Nó không phải là vấn đề. Mà có vấn đề là chúng ta có thể dừng lại nó hay không. Tôi không quan tâm ai đã bắt đầu. Sansara, ai đã bắt đầu nó? Không có ai cả. Nếu mà bạn cứ đến đó thì bạn sẽ dành cả cuộc đời của mình để tìm kiếm ai là cái người bắt đầu. Như vậy thì nó đang xảy ra. Như vậy thì cái điều gì chúng ta cần phải làm? Và ở đây là cái lời nguyện thứ tư của Ngài Thiền Danh Sưng. Chúng ta nói đến cái lời nguyện thứ tư của Ngài với những người mà không có gì để ăn. Là bức hình tiếp theo. Đây là giúp cho những người mà vô gia cư. Tôi sẽ nói các bạn một cái điều thú vị đây. Cuốn sách mà chúng tôi đã trích dẫn sáng nay bởi người Dharmakirti. Ngày Ngài nói là Đức Phật đã đạt được tất cả những cái mục tiêu. Các bạn đọc theo thầy ạ. Đức Phật đã hoàn thành việc chăm sóc những người khác và Đức Phật đã hoàn thành việc chăm sóc Đức Phật. Đây là cái điều rất là nổi tiếng, đây là khái niệm về Đức Phật. Đức Phật đã hoàn thành việc chăm sóc tất cả, chăm sóc người khác và Đức Phật đã hoàn thành việc chăm sóc cho chính Ngài. Và rồi có một cái phần rất là nổi tiếng cho không đồng. Nếu mà Đức Phật chăm sóc mọi người, thì tại sao mọi người vẫn bị nổ tung ở trong bệnh viện ngày hôm qua? 500 người, nhiều người trong số đó là trẻ con. Họ bị thương, họ bị giết. Họ bị thương và rồi họ phải phẫu thuật. Và họ đã nổ tung cái bệnh viện. Và như vậy thì làm sao? Tại sao mình có thể nói là Đức Phật đã chăm sóc cho chính Ngài và mọi người? Như vậy thì có một cái phản đối ở đây không? Như vậy thì ACI, khóa ACI cấp độ 2, quy y, các bạn sẽ quy y đến người mà hoàn hảo, họ có thể chăm sóc được mọi thứ. Bạn nói là có thể là chăm sóc mọi người, tất cả mọi thứ, nhưng mà hôm qua có 500 đứa trẻ đã bị nổ tung như vậy. Nhưng mà Ngài đã làm cho chính mình và Ngài đã chăm sóc cho tất cả người khác. Ngài đã hoàn thành, Đức Phật đã hoàn thành, Đức Phật đã chăm sóc cho chính Ngài và chăm sóc cho những người khác. Bởi vì không còn gì nữa để làm, dạy cho họ rằng mọi thứ thì đang đến từ chính bạn. Và không còn gì nữa mà bạn có thể làm cho người khác. Bạn không thể nào lấy đi cái nghiệp của người khác. Đức Phật không thể nào lấy đi cái nghiệp của người khác. Rằng thế giới của bạn thì đang đến từ bạn. Đó là tất cả những cái gì mà Đức Phật đã dành cho bạn. Và bây giờ thì Ngài đã hoàn thành cái việc đó. Các bạn có hàng triệu cái hạt giống trong cái gọi là cái tàn thức của mình. Cái hạt giống ở đó. Đức Phật không thể nào thay đổi một cái nghiệp như vậy. Ngài không thể. Và có một cái câu hỏi lớn về Chúa, tại sao Đức Phật nói là Chúa thì cũng không thể nào lấy đi được cái ung thư. Như vậy thì nếu mà họ dạy cho bạn để chăm sóc bạn, bởi vì họ không thể nào lấy đi cái vấn đề của bạn. Nếu có thể rằng những người khác có thể lấy đi những hạt giống xấu của bạn,
thì không ai còn bị ung thư nữa. Thì cái người đó cũng, nếu có thể rằng cho một người khác để có thể lấy đi cái hạt giống xấu của bạn, thì người đó vẫn bị ung thư. Và dù họ không thể lấy đi nó thì họ cũng... I'm going to shift now. I'm going to do it, Tim. And we'll come back to it. Okay. I have a presentation for you guys. Tôi có một cái phần trình bày cho các bạn. Đó là một cái kế hoạch mới. My wife, when I say new plan, she like goes to the bathroom. Vợ của tôi khi mà tôi nói tôi có kế hoạch đấy thì cô ấy nói là đi vô phòng tắm đi. Khi mà tôi nói với cô ấy là tôi nói có một cái kế hoạch mới thì cô ấy nói không. Anyway, my new idea. Anh không có thời gian. Vì sao thì đây là cái ý tưởng mới của tôi. Tôi và team chúng tôi đã 11 giờ để gọi tài trợ và ủng hộ. Ngày hôm qua, chúng tôi gọi nó là, tôi không thích nói là cái lời hứa mà tôi đã thích nói là cái kế hoạch 30-30-30. Tôi đã bắt đầu ACI cách đây 30 năm, và năm nay là cái kỷ niệm năm thứ 30. Và tôi cho các bạn thấy là những gì mà chúng tôi đã làm trong 30 năm qua. Chúng tôi đã bắt đầu ACI trong 30 năm trước với năm xung quanh một cái bàn bếp. Và một bếp. Và các bạn sẽ không biết ở đâu. Tại các bạn đã không có đó. This is where we did our first classes. Cái nơi đó thì vô cùng nguy hiểm. Cái nơi này nói là bắt đầu từ những cái lớp đầu tiên với 5 người trong căn phòng. Và tôi còn nhớ là khi mà chúng tôi ra ngoài để gọi là có cái món ăn nhẹ cho học viên. Và có một người đi xuống phố và người đó không mặc đồ. Và có người hỏi là cái gì vậy? Và đó là gọi là một cái bếp, hay gọi là một cái bếp, bếp chứ mà như địa ngục vậy. Và chúng tôi không có khả năng, chứ không có đủ tiền cho cái lớp học. Và đó là một cái cộng đồng chung cho chúng tôi ở đó trong 25 năm và chúng tôi đã học ở đó. Slide tiếp theo. I would say, you know, Buddha gave three major parts of his life. Đã có ba cái phần lớn trong cuộc đời của Ngài. Và có ba cái phần lớn trong cuộc đời của Đức Phật, đó là ba lần chuyển Pháp Luân, chuyển bánh xe Pháp. Và chúng tôi nói là ba lần chuyển bánh xe Pháp. Và lần đầu tiên cho tất cả chúng ta, đó gọi là 18 khóa học nền tảng quay chai. Nó mất 7 năm ở thành phố New York. Tôi đã làm việc hơn toàn thời gian. Và chúng tôi đã có lớp học 4 đêm một tuần. Và nó thực sự rất là vất vả. Và chúng tôi đã hoàn thành 18 khóa học. Và có 4,657 trang văn bản được dịch. Nó là những phần quan trọng nhất của khóa Geshe. Và nếu các bạn hoàn thành 18 khóa nền tảng thì các bạn biết tất cả những tài liệu của khóa Geshe rồi. Tôi có buổi tối nổi tiếng, bữa ăn tối nổi tiếng với Juan Hassel. Geshe Lothar brought two of his Geshe candidates, senior Geshe candidates. Đã đưa hai trong số những ứng cử viên Geshe ở đó. Tôi không phải là vị Geshe mà đứng hàng đầu. Tôi chỉ là một cái Geshe baby thôi. Và hai trong số họ đã có cái tranh luận. Và tôi giống như là rất là vui.
Those foundation courses are good stuff. Những cái khóa nền tảng này là những cái bài giảng rất là tuyệt vời, là những cái bài giảng rất là tốt. Và tôi đã mất 7 năm để có thể dịch. Và tôi nói với những cái học viên đó rằng ai mà sống sót 18 khóa đầu tiên này thì tôi sẽ dạy các bạn Tantra, Thiên Can Thừa. Và chúng tôi đã có cái khóa học đặc biệt về Thiên Can Thừa. Và nó mất 7 năm và đã diễn ra ở đây, ở Đức Kim Cương. Và cùng với nhau với 12.000 cái trang dịch và rất là khó. Thế thì 18 khóa đầu tiên đó là ra cái khóa Geshe. Nếu mà các bạn học tốt á, thì các bạn có thể đánh bại lại các cái gì Geshe khác. Tôi nghĩ là vậy. Tôi đã thấy nó. Và rồi cái khóa thứ hai thì gọi là Kim Cang Thừa thì có 18 khóa về những cái giáo lý bí mật. Và bản chất của giáo lý bí mật thì nó là bí mật. Như vậy thì sẽ có một người nói với ba người ở đây, một số người dạy cho hai người ở kia, và không có ai kết hợp họ lại với nhau. Và nó không có diễn ra trong lịch sử rằng tất cả những cái lời dạy Tantric khác nhau thì sẽ kết hợp trong một cái khóa học. Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử. Và tôi không có ngại để mà nói rằng đây là một cái khóa Tantric, đây là một cái khóa Tantric tốt nhất trong cái 2.000 năm qua. Nó rất là tuyệt vời và nó chính xác, nó đúng. Và chúng tôi đã hoàn thành trong 7 năm rất là vất vả. Và chúng tôi phải nói là rất là nhiều mồ hôi và nước mắt ở đây. Chúng tôi gặp rất là nhiều vấn đề. Nếu các bạn đang cố gắng giữ cho cái đền ở New Jersey được tồn tại, thì nếu nó là cái đền duy nhất trong vòng 1.000 dặm, thì các bạn gặp vấn đề. Tại sao? Bởi vì những con quỷ thì không thích cái đền. Khi mà bạn đưa cái đầu lên thì họ sẽ đến. Khi mà bạn xây cái đền hoặc là bạn bắt đầu một cái khóa Tantric thì ai đó sẽ đến, tức là gây rắc rối cái vấn đề ở đó. Thì chúng tôi đã hoàn thành. Và rồi chúng tôi đã bắt đầu Lam Rim. Và tôi đã hứa là sẽ hoàn thành Lam Rim. Nó sẽ mất 21 năm để hoàn thành chương trình Lam Rim. Và mất 21 năm. Và chúng tôi đã hoàn thành được 4 năm. Năm nay là đã là 14 năm rồi. Và điều này có nghĩa rằng tôi còn 7 năm nữa. Tôi sẽ ở tuổi 77 tuổi. Hy vọng là tâm trí của tôi nó còn giữ được. Tôi không lo là cái gối của tôi. Tôi có thể dạy trên ghế. Nhưng mà hy vọng là cái tâm trí của tôi nó vẫn còn tốt. Và chúng ta cần thêm 7 năm nữa. Và với tôi hoàn thành Lam Rim thì tôi cần thêm 7 năm nữa. Và cái chủ đích của tôi đó là thực hiện 100 cái bài thiền qua video. Tôi nghĩ rằng thời gian của cuốn sách thì đang đang truyền lại, và chúng ta không cần giấy nữa. Tôi có ở đây 3 triệu trang sách Phật giáo, và tôi có hàng trăm cuốn sách tiếng Tây Tạng, và tôi không còn sử dụng nữa. Và tôi đã không sử dụng trong 25 năm. Và cuối cùng thì tôi đã đưa thầy cơm ra đi. Và có 3 triệu trang ở đây. 300.000 cuốn sách đã được phân loại ở đây. Và nó đủ. Như vậy thì chúng ta có những cuốn sách. Chúng ta có 18 khóa học. Chúng ta có 12.000 trang của khóa học.
và chúng ta không có một chuỗi những cái bài thiền, một chuỗi những bài thiền, và tôi đang nói đến cả 100 bài thiền. Mọi người hỏi tôi là, ô, thầy dạy cho tôi Đông Lan, ô, thầy dạy Đắc Sơn Nhâm Chê, và nó là tất cả hả? Không. Ý tôi là ở tu viện thì các bạn phải có đến 100 bài thiền. Bạn phải thông thạo. Để học cái khóa Geshe thì bạn phải thông thạo đến 100 bài thiền. Và tôi muốn ghi lại. Tôi muốn ghi lại. Và tôi cũng muốn làm những cái video. Và tôi nghĩ cái bước lớn tiếp theo. Arena. Chúng ta gọi là gì? Instagram hả? Nó không có biết là cô ấy làm nó. Cô ấy nói là ai nói là tôi đã có một nửa triệu người gọi là chắc là có tương tác á. Tôi nghĩ là nếu mà tôi hoàn thành cái việc của mình á, thì tôi sẽ làm video, có 100 video và nói sẽ là 100 video cho cả toàn Lam Rim, và nó sẽ mất khoảng nó mất 21 năm để dạy các bạn Lam Rim. Nhưng mà tôi muốn làm gọn lại nó trong cái 100 video. Và tôi còn 7 năm nữa. Chúng ta sẽ còn 7 năm nữa. Và đây là những gì tôi đang hỏi cho ngày hôm nay. Nó đã 30 năm. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu ACI. Và trong 7 năm, đó sẽ là 30 năm của khóa học này. 2030, tôi sẽ hoàn thành. 2030, tôi sẽ hoàn thành Lam Rim. Vậy thì trong 2030, tôi sẽ hoàn thành cái gọi là cái quay bán xe pháp lần thứ ba, cái nội dung. Và ACI, chúng tôi có một cái cuộc họp hội đồng ngày hôm qua, ngày trước đó, và Tim giống như kiểu là gọi là dịp tóc á, và cách để trả cho cái điều này là cái gì? Chúng tôi có 20 tổ chức và trong thời, và các bạn, mà đã dạy hàng ngàn người trong 12 ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới miễn phí. Tôi nói là, đó là vấn đề của ACI. Thầy Tim nói với thầy, bất kỳ ai mà chọn giám đốc của ACI thì phải kéo tóc, phải gọi là dịch đầu á. Tôi đã trả mọi thứ trong 7 năm đầu tiên. Một người đã giúp tôi một chút, nhưng mà tôi đã trả chi phí cho tất cả mọi thứ. Tôi đã in bài tập về nhà ở cái đền vào lúc 2 giờ sáng. Và sau đó thì họ đã hoàn thành vào lúc 6 giờ. Và sau đó họ đã đưa lại và tôi đã mang đến New York và không ai trả tiền cái điều đó. Và họ nhận tất cả mọi thứ miễn phí. Và đó là tôi đã thuê một cái nơi để dạy cho những lớp học. Và nó rất là đắt. Và tôi đã có một cái món nợ rất là lớn khi mà tôi hoàn thành cái khóa đó. Đó là 30.000 đô. Món nợ 30.000 đô. Và nó là cái khoản tiền rất là nhiều. Tôi đã chuyển đến New York và tôi không có gì cả. Bởi vì bất kỳ ai đã lựa chọn, ai mà được chọn, được bổ nhiệm làm giám đốc của ACI thì giống như họ đang làm một công việc mà bất khả thi. Bởi vì họ đang dạy mọi người trên khắp nơi thế giới. Thì có 200.000 học viên trên khắp thế giới. Và có 19 cái tổ chức thì được tính phí, nhưng mà một tổ chức thì không được tính phí. Các bạn có thể đăng ký 99 đô la và Tim sẽ nói cho bạn về tương lai. Nhưng mà những cái khóa nền tảng là miễn phí. Như vậy thì chúng ta có cái vấn đề về cái việc là cái nguồn vốn á, cái nguồn quỹ á, chúng ta sẽ tiếp tục trong 7 năm. Hoặc là tôi có thể làm 100 cái video thiền, hoặc là tôi có thể kêu gọi tổ trợ. Các bạn lựa chọn. Khóa học.
Các bạn lựa chọn khóa học hoặc là cái nguồn quỹ. Tôi không thể nào làm được, tôi là không thể làm cả hai, vừa khóa học mà vừa phải kêu gọi quỹ. Chúng tôi phải trả cho API, có người là phải trả cho API. Có người hỏi tôi là, ô, tiếp tục. They came to the ticket office. I said they want the course for free. Okay. Họ nói họ muốn có khóa học miễn phí. Okay, vậy tôi có thể lên máy bay miễn phí hay không? We have to pay for some stuff. Chúng tôi phải trả tiền cho những cái thứ này. Chúng tôi phải trả tiền cho những cái thứ này. Vậy thì chúng tôi có một cái đề xuất mới, đó là 30-30-30. Đó là 30 năm chúng tôi đã thành lập API và tôi có thể hoàn thành vào năm 2030. Nếu mỗi người có thể đóng góp $1 một ngày. Nếu mỗi người có thể đóng góp $1 một ngày. Một cách tự nguyện. Các bạn nói là tôi không muốn trả $1. Tôi muốn đến lớp học miễn phí. Đó, ở cái đền đó. Không có chỉ là họ đến miễn phí. Mà họ còn... Và thầy đang nói về cái đền trước đây đại học á. Và tôi để đến 2 giờ một buổi tối để mà có thể làm sạch cái nền. Không chỉ là sẽ không trả được, mà họ sẽ phàn nàn. Tôi sẽ làm sạch cái sàn đó. Như vậy thì nếu mọi người trao đi $30 một tháng, chỉ cái phí nó giống như là phí trên giống như đăng ký Netflix vậy đó, giống như là một cái phim Netflix rất hay á, và mỗi người $30, tôi sẽ trả $1 một tháng, hoặc là tôi sẽ trả 2.000, tôi sẽ trả. Trước đây thì tôi không quan tâm, nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu quan tâm, bởi vì các bạn cần nên có thói quen để trả một cuộc ngày. Cái đó thì nó sẽ không làm tổn hại đến bạn. Nếu mà các bạn đăng ký những cái như là bộ phim mới hay là coi Netflix hay gì đó, cái thứ ngu ngốc á, thì các bạn có thể bỏ nó trong 2 tháng. Ở đó. Nói chung là cái gì là các bạn sẽ không bị bỏ lỡ nó. Vậy thì 30 năm chúng tôi đã làm, và 30 năm 2030 chúng tôi sẽ hoàn thành, và các bạn đóng góp $30 mỗi tháng. Và ở đây tôi và bạn của tôi Noor, người mà đang phụ trách về những cái quỹ hỗ trợ và safety, và chúng tôi có cái và chúng tôi sẽ trả trước $30,000 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trả trước $30,000 vào ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ làm việc rất là chăm chỉ trong tháng này. Như vậy thì chúng tôi sẽ ủng hộ trước $30,000 đầu la. Nếu có một cái nhà tài trợ lớn khác mà muốn ủng hộ 30.000 hoặc là 303.000 gì đó, thì tôi sẽ không có phàn nàn gì. Và tôi biết rằng chúng tôi đang kêu gọi ủng hộ rất là nhiều dự án, cho nên tôi rất là xin lỗi. Nhưng mà tôi không xin lỗi lý do mà chúng tôi có 20 cái dự án, 20 cái tổ chức là bởi vì đang giúp đỡ cho những người khác nhau. Có 20 tổ chức bởi vì mỗi một tổ chức thì đang giúp cho những cái người dân khác nhau. Và đó là lý do mà chúng tôi có 20 tổ chức, và chúng tôi đang hỏi tiền để mà chúng tôi có thể là tiếp tục cho những tổ chức như vậy. Và như vậy thì ngay lúc này và là cái tâm của tôi sẽ không cảm thấy dễ chịu nếu mà trong 7 năm tới tôi không kêu gọi được. Chúng ta cần phải trả tiền cho cái phần về công nghệ. Chúng tôi phải trả cho mọi người mà họ không có những công việc khác. Nếu các bạn đã cống hiến cuộc đời của bạn cho API và các bạn làm công việc về kỹ thuật toàn thời gian, thì sau đó thì thật là
Như vậy thì những người này họ sẽ nuôi con cái, họ gia đình của họ như thế nào? Chúng ta đã sử dụng tất cả những người họ tình nguyện viên, nhưng mà đó là cái điều không thể. Nếu mà họ làm việc 8 giờ một ngày, 10 giờ một ngày, vậy thì $30 một tháng, hy vọng là có thể lo liệu được những cái điều này. Và chúng tôi đang cố gắng tìm cả 1.000 người để cho $30. Và tôi có thể tập trung vào cái thêm 7 năm nữa cho cái việc là cái bánh xe pháp lần thứ 3. Và không còn kêu gọi gì nữa. Và đó là cái nước bàn của tôi. Hãy để tôi tập trung vào những cái khóa này. Tôi là tôi luôn luôn làm nó. Tôi phải gọi ủng hộ. Và thầy của tôi đã dạy cho tôi về cái việc là tôi phải kêu gọi ủng hộ. Và tôi vui vẻ khi làm điều đó. Và tôi không có phàn nàn gì điều này. Tôi vui vì điều đó. Nhưng mà tôi có thể làm công việc tốt hơn là những cái video. Vậy thì điều gì xảy ra? Các bạn thấy là trong cái những ngày xưa, những ngày cổ xưa là có hai cách để mà nhận được cái tan chức. Đó là thứ nhất là trở thành một Geshi. Geshi thì được phép học tan chức và chiếc vé. Cái cách duy nhất để hai cách để mà học Tantra đó là khóa Geshi. Bạn không thể nào vào. Và trở thành một cái phó chủ tịch. Bạn có thể là một Geshi. Hoặc là bạn đã hoàn thành Lam Rim với một người thầy đủ phẩm chất thì bạn cũng được phép. Đó là hai cách. Nếu bạn đã hoàn thành Lam Rim với người thầy đủ phẩm chất thì bạn được phép học Tantra. Như vậy thì ý tưởng của tôi là nếu chúng ta có 100 bài thiền và các bạn không thạo với nó, thì các bạn có thể vào học Tantra theo cái cách này. Và như vậy thì chúng ta có các sự lựa chọn. Có thể là chúng ta phải đổ mồ hôi với 18 khóa học ở 7.000 trang và cái bài thiền rất là dài. Hoặc các bạn có thể gọi là thông thạo 100 cái bài thiền về Lam Rim và sau đó các bạn sẽ được học Tantra. Ý của thầy là gì khi mà nói là 100 bài thiền? Khi mà bạn có thể dạy chúng thì bạn sẽ thông thạo. Làm thế nào biết được? Làm sao chúng tôi có thể đánh giá được cái kiến thức của bạn về thiền định? Chúng tôi có thể quan sát điều đó. Tôi không thể nào đánh giá được các bạn có làm cơ cái thiền định hay không, trừ khi tôi thấy các bạn dạy nó. Nếu mà bạn có thể dẫn thiền với đôi mắt nhắm lại, thì bạn đã thực sự thông thạo về cái bài thiền đó rồi. Nó không có gì lạ cả. Bạn không phải nhớ cả 200 thứ. Nhưng mà cái đó là cái cảm giác. Ok, bạn đã qua được cái bài thiền 28, bạn đã qua được bài thiền 29. Nếu mà bạn có thể dạy được 100 bài thiền đó, vậy thì nó không có phức tạp. Nó không có nhiều thứ để nhớ. Khi mà bạn có thể dạy nó bằng cả cái tim của bạn, thì bạn đậu. Thì khi đó thì bạn có thể học thông thường. Nói tưởng là bạn có thể làm cả hai cách như thầy nói. Nhưng đó là một cái cách khác theo truyền thống. Một cái người em hoặc chị gái của thầy tôi, thì người đây là một người phụ nữ ở cái thời Tây Tạng cổ, thì chúng tôi đã lên một chuyến bay đến Ấn Độ, ở Ấn Độ. Và cô ấy đã sống ở đó. Và đó là cái vùng đất của Kim Cương. Cô ấy đã sống ở một cái nơi rất là nhỏ. Cô ấy chưa bao giờ lên máy bay. Cô ấy giống như thế này nè. Và cái người ở trên máy bay nhìn cô ấy thì cô ấy giống như thế này. Cô ấy 60 tuổi.
cô ấy là một cái bậc thầy Vajrayani bí ẩn, bí mật. Cô ấy là một cái bậc thầy Vajrayani bí ẩn ở bậc cao. Và cô ấy là một người phụ nữ. Và cô ấy đã học cái điều đó bí mật mà không ai biết. Và đó là cái điều hoàn hảo. Cái người nói là cô ấy không thể nào đi máy bay. Cô ấy giống như là một cái người nội trợ, người vợ nội trợ vậy đó. Nhưng mà cô ấy thực sự là một cái bậc rất là cao. Và cô ấy đã học Lam Rim và cô ấy đã tham gia Vajrayani thông qua Lam Rim. Và vậy thì nếu đó là cái vậy thì 30-30-30 là cái dự án mà thầy đưa ra. Khi mà tôi dạy 100 bài thiền ấy, thì tôi sẽ viết một cái cuốn sách. Nó sẽ là cuốn sách về nghiệp với 100 video. Các bạn hãy đăng ký giúp tôi. Nếu các bạn có khả năng để mà có thể ra thì các bạn hãy tham gia. Thank you. Vietnam. You'll do who? $1,000. Yay! In this lifetime, right? $5,000. Mọi người đang kêu gọi ủng hộ. $500 from Peru. Mười người. I think I'll drink a slow coffee. I won't go to the bathroom. I'll just. Yeah. Okay. Okay. Don't worry about it. No pressure. Okay. Okay. You guys decide. I mean, I didn't mean to put pressure on you. Tôi không có ý định gây áp lực cho các bạn. Nhưng mà hãy giúp điều này. Me and my work. Huh? Oh, are you sure? We also take Borsig. $1,000. Yeah. Okay, no. By the way, Butchie, Steve, and Raquel, we'll have instruments here and in the whole day if you want to come. It'll. This is a nice place to play. The room has a nice. Đây là một cái nơi rất là cái tuyệt vời. We can dance if you can play. Nếu các bạn sẵn sàng thì chúng ta có thể. After all, a marriage. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái đám cưới. And we have lots of musicians. Nick. Chúng ta có nhiều nhạc sĩ ở đây. These are guitar players, drummers. Guitar. Keyboard trống,
Okay, they can help. Okay. Yeah. Họ có thể hỗ trợ. Good. All right, you guys ready? You won $5 zillion. Yay! We'll take it. Timothy. First of all, thank you all very much. Thank you so very much. Cảm ơn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you Sheila for committing to teach and having this beautiful plan for the third turning of your ACI wheel. Cảm ơn Sheila đã có một cái gọi là một cái kế hoạch rất là tuyệt vời cho cái kỳ thứ ba.